Mặc dù iPhone 15 Series ra mắt được một khoảng thời gian rồi, nhưng chắc hẳn là nhiều người vẫn đang phân vân về việc có nên lên đời hay không. Bởi vì những chiếc iPhone cũ, đặc biệt là chiếc iPhone 14 Pro ở đây, nó vẫn hoàn toàn mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng khi sử dụng. Mức giá hiện tại của chiếc máy này thì đang có giá khoảng là 17 triệu, một cái mức giá mình cảm thấy nó khá là tốt rồi. Và cảm ơn Di động Mỹ đã hỗ trợ sản phẩm để chúng mình có thể thực hiện được video này. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng TechLab nhìn lại xem iPhone 14 Pro có phải là kẻ hủy diệt ở phân khúc 17 triệu này không nhé. Và thực tế, hiện tại mình có thể nhận định iPhone 14 Pro đang là chiếc máy best choice của nhà Apple. Bởi lẽ, nếu các bạn cảm thấy iPhone 13 Pro là đủ thì trên chiếc máy này lại dính cái dớp liên quan đến màn hình. Trong khi đó thì iPhone 15 Pro lại bị đa số người dùng đánh giá là không mang lại nhiều sự khác biệt so với 14 Pro cùng với phần viền chưa cho độ tin cậy cao. Nên nếu như mà xét nhiều yếu tố thì iPhone 14 Pro lại đang là sự lựa chọn cân bằng nhất về cả trang bị, trải nghiệm, độ tin cậy cùng với giá thành hợp lý. iPhone 14 Pro vẫn mang thiết kế sang trọng, hợp thời đại, khung viền vuông, bo cong 4 góc cùng với kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ cầm nắm, thao tác, sử dụng bằng một tay. Về phần mặt lưng của iPhone 14 Pro thì nó được thiết kế làm bằng kính nhám. Đây là một cái phần mà mình cực kỳ thích bởi vì trong quá trình sử dụng cầm nắm nó không bị bẩn, không bị bám dấu vân tay hay là mồ hôi tay của mình. Nhưng vẫn có một điểm yếu là khung viền thép được làm bóng lại dễ chầy này, dễ chóc và dĩ nhiên nó sẽ dính cái dấu vân tay của các bạn. Thêm một điểm nữa là cái phần cụm camera này nó được làm nhô lên khá là nhiều cho nên là nó rất dễ bị bám bụi và cái việc mình vệ sinh cũng khó nữa. Và đó là những cái điểm mà mình chưa ưng lắm ở cái phần thiết kế của iPhone 14 Pro. Còn lại thì nó vẫn đẹp và vẫn hợp thời đại. Được trang bị tấm nền XDR OLED cùng với kích thước là 6.1 inch, tần số quét cao lên đến 120Hz thì trong quá trình mình sử dụng các tác vụ cơ bản hàng ngày, ví dụ như là chơi game này, rồi xem phim, xem YouTube vân vân á, thì nó mang lại cái hiển thị sắc nét, chi tiết cao, màu sắc cũng cực kỳ là sống động. Ngoài ra là cái độ sáng màn hình này lên đến 2000 nit nên cái việc mà mình sử dụng ngoài trời nắng á, nó cực kỳ là dễ dàng và tất cả thông tin hiển thị trên màn hình cũng rõ ràng luôn. Điểm ấn tượng nhất của iPhone 14 Pro đó chính là Dynamic Island. Đây được xem là sự đột phá khi mà thay đổi từ thiết kế tai thỏ sang cái dạng viên thuốc của nhà Apple trên cặp đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Ở cái thời điểm mà ra mắt cái Dynamic Island này á, thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến. Có người thích, có người không thích. Và riêng cá nhân mình thì mình cảm thấy chưa được ưng lắm. Thứ nhất là vì mình thấy nó không tiện, chỉ với cá nhân mình thôi nha. Thứ hai là nó tạo cái sự rời rạc trên cái màn hình này á. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng thấy là Apple đã mang đến những cái hiệu ứng này hay là những cái hoạt ảnh trên cái đảo động này thú vị hơn cho người dùng thì họ sẽ cảm thấy thích thú hơn. Và đây cũng chính là cái điểm mà để tăng cái sự nhận diện khi mà các bạn cầm chiếc iPhone 14 Pro này trên tay. Sở hữu con chip Apple A16 Bionic thì ở thời điểm hiện tại, con chip này vẫn còn quá là mạnh mẽ. Các bạn sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày, ví dụ như là chơi game, lướt web, lướt Facebook, TikTok hay là xem YouTube vân vân á, thì nó không có gì để chê hết. Nó vẫn mượt mà, nó vẫn ổn định và các bạn chuyển đa nhiệm cũng cực kỳ là nhanh nhạy luôn. Còn về chơi game á, thì con chip A16 Bionic này nó vẫn còn dư sức để có thể đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái tựa game từ nhẹ cho tới nặng có mặt trên thị trường. Thế nên mình cảm thấy không có gì để bàn cãi hết. Còn về phần nhiệt độ thì khi mình trải nghiệm như là mình chỉ lướt Facebook này, mình xem TikTok hay là mình xem YouTube bình thường á, thì máy nó sẽ chỉ ấm lên thôi chứ không nóng. Nó sẽ chỉ thực sự nóng khi mà mình cầm cái máy này ra mình quay chụp ở ngoài trời nắng hoặc là mình chơi game quá lâu thì nó mới nóng lên thôi. Và khi mà nóng lên thì chắc chắn nó sẽ gây cái sự khó chịu trong lúc các bạn cầm nắm. Được trang bị cụm 3 camera, trong đó camera chính có độ phân giải là 48MP, camera góc siêu rộng và camera tele có cùng độ phân giải là 12MP. Với cái trải nghiệm của mình khi mà chụp ảnh ở điều kiện đầy đủ sáng á, thì cái chất lượng ảnh cho ra cái chi tiết cực kỳ là cao này, màu sắc chân thực,
cân bằng sáng tốt và cái chuyển vùng sáng mượt. Thế nhưng vì là cái màu sắc chân thực nên là cái việc mà các bạn chụp ảnh á, thì màu sắc ảnh nó không được nịnh mắt giống như những chiếc điện thoại Android đâu nha. Về chụp đêm thì bức ảnh cho ra vẫn có chi tiết tốt, nó vẫn đầy đủ màu sắc, khử nhiễu tốt và cái chi tiết vùng sáng này không bị cháy. Cái vùng tối thì nó cũng không bị mất chi tiết luôn. Chụp chân dung thì khả năng xử lý màu da hồng hào, chân thật, khả năng xóa phông tốt, ít bị lẹ và nó làm nổi bật được chủ thể. Quay video thì iPhone luôn là dòng điện thoại được đánh giá cao về khả năng quay video. Chắc chắn là iPhone 14 cũng không ngoại lệ rồi. Ngoài cái việc mà hỗ trợ quay tối đa 4K 60fps á, máy còn có thêm chế độ Action Mode để tăng cái khả năng chống rung tốt hơn nữa. Camera selfie có độ phân giải là 12MP, thì cái chất lượng ảnh cho ra á, về cái phần da người á, thì nó được làm mịn hơn so với những cái thế hệ trước, nhưng nó vẫn giữ được cái độ chân thật nha. Thế nên thì các bạn cứ thoải mái selfie đi, sau đó là cho lên các app làm đẹp á, các bạn cà ra hoặc là cho thêm cái filter vào, đảm bảo là chân thật hơn các máy điện thoại khác. Sở hữu viên pin có dung lượng là 3200mAh, iPhone 14 Pro đáp ứng được một ngày dài sử dụng với các tác vụ cơ bản hàng ngày như là nghe gọi, lướt Facebook, TikTok, YouTube vân vân. Máy sẽ chỉ tụt pin nhanh khi mà các bạn quay chụp ở ngoài trời nắng này hoặc là chơi game trong một thời gian quá lâu thôi nha. Và mình có test cái thời lượng sử dụng pin khi mà xem YouTube 15 phút, nó tụt 1% pin, mình chơi PUBG 15 phút thì nó tụt 4% pin. Và trên đây vẫn là cái bảng ưu và nhược điểm của iPhone 14 Pro để các bạn có thể tham khảo rõ hơn nhé. Tổng kết lại thì với cá nhân mình, ở phân khúc 17 triệu thì iPhone 14 Pro vẫn là chiếc điện thoại còn rất nhiều ưu điểm, vẫn mang lại những cái trải nghiệm tốt cho người dùng từ thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera vân vân. Còn các bạn thấy sao về iPhone 14 Pro, nó có thực sự là kẻ hủy diệt ở cái phân khúc 17 triệu này hay không? Thì hãy để lại comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho TechLab nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.